Song Hằng nhiệt đầu điện xin chào cả nhà. Hôm nay em lên sóng phục vụ các bác một con bếp ga cực đẹp nhé. Một con bếp ga phải nói là mỹ mãn luôn, hãng Tokyo Ga. Thiết kế kiểu dáng vuông vức rất hiện đại. Một con bếp full tính năng, hình thức thì còn quá đẹp luôn này. Xuất sắc các bác nhé. Hình thức đẹp xuất sắc luôn. Con này là dòng bếp ga mặt kính viền inox. Đấy, full tính năng đầy đủ tất cả các tính năng của một con bếp ga hiện đại. Đấy, trên này là hai phần bếp nấu kiềng nấu này, còn rất là mới các bác này. Hai kiềng nấu nhé. Đây là hai gần như là rất ít nấu này. Đẹp. Đấy. Các bác nào đang có ý định mua bếp ga thì các bác nghiên cứu con này. Con này đây, bên này là phần hốc pin này. Bên này là phần đánh lửa của bếp bên này. Có cả chế độ nấu cơm này các bác này. Đấy, có cả chế độ nấu cơm luôn. Điều chỉnh được hẹn giờ, giết gì đây này. Đấy. Đây là bếp này, điều chỉnh lửa này. Đây điều chỉnh lửa này. Các chế độ đun nước này. Điều chỉnh nhiệt độ này. Tự động. Phần bếp nướng hai tầng lửa các bác nhé, tầng trên tầng dưới này. Điều chỉnh hai tầng lửa. Đấy, có cả hẹn giờ này. Đấy. Mà bọn này. Đây, cái này nó là hai cái khóa trẻ em các bác nhé. Quá trẻ em. Đấy. Bên này là lò nướng. Mặt bên này inox. Chung là một con bếp phải nói là rất đẹp các bác nhé, full tính năng luôn, cực đẹp luôn. Đấy, bếp thì đã được bên em nhập về đã test cũ kỹ càng ngon lành rồi. Mặt này inox này rất là đẹp. Kiểu dáng rất là đẹp. Full tính năng. Trên đây là hai cái cảm biến chống cháy. Chống cháy các bác nhé, chứ không phải là chống tràn. Tức là khi các bác đun thức ăn cạn nước, nhiệt độ nó tăng lên vào khoảng 200 đến 300 độ C thì tự động sẽ tắt bếp và khóa ga. Hai cái đúng này. Đây là hai cái điều cơ bản mà xịn nhất ở những cái bếp ga Nhật nó mới có. Còn tất cả các bác để ý là những cái bếp liên doanh, kể cả đắt tiền cũng không có. Những cái bếp này của nó khi mới bán bên Nhật toàn hơn 20 triệu các bạn, chứ không phải là những bếp rẻ. Mặt kính này, trên nó lau chùi rất là dễ dàng luôn, cực sang, cực đẹp. Mặt kính viền inox. Con bếp full tính năng đẹp. Con bếp này thì đầu năm em bán mở hàng 4 triệu rưỡi các bác nhé. Các bác nào mua thì em tặng cho các bác bộ pin. Bộ pin sạc. Đấy. Bộ pin sạc này khi các bác mua thì nó có giá vào là em để cho các bác giá gốc là 200. Đấy. Một cái theo như là anh em bán pin cho em quảng cáo là một lần sạc pin này có thể dùng được từ 3 đến 6 tháng. Đấy. Có bộ sạc thì kèm. Cái này nó chỉ phù hợp với những cái bếp ga mà hai quả pin này nó đi cùng một hàng thôi. Còn khi các bác mua lẻ cái này thì họ sẽ bán khoảng 250, còn nhập vào khoảng 200. Đấy, bác nào mua thì đầu năm em tặng cho các bác một bộ pin này nhé. Đấy, giá 4,5 triệu tặng kèm một bộ pin. Một con bếp ga full tính năng cực đẹp luôn, rất là hiếm đấy ạ. Chào các bác.